Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với ngài Denny Abdi, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai bên ghi nhận một số thành tựu đạt được, kim ngạch thương mại song phương đã tăng mạnh từ 5 tỷ đô la Mỹ năm 2013 lên hơn 9 tỷ đô la Mỹ năm 2019. Mặc dù có sự suy giảm trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng đã có sự phục hồi mạnh mẽ trong 5 tháng đầu năm 2021, đạt 4,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2020. Được biết, Việt Nam và Indonesia luôn hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các khuôn khổ hợp tác đa phương như ASEAN, WTO, RCEP. Tuy nhiên, quan hệ thương mại giữa hai nước hiện nay vẫn đối diện với một số khó khăn, đặc biệt trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, hai bên đã trao đổi để khởi động việc tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật Việt Nam-Indonesia, ký kết và đưa vào thực hiện bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo, tháo gỡ các hạn chế thương mại mang tính rào cản, đảm bảo sự vận hành bình thường của các chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho dòng chảy thương mại giữa hai nước, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp nền tảng như ô tô, cơ khí, hóa chất, vật liệu, công nghiệp hỗ trợ, thực hiện hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao hình ảnh Việt Nam-Indonesia trên các diễn đàn đa phương.